Hello anh em, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024 anh em nhá. Không biết là tầm giờ này thì anh em sử dụng máy cưa thì có nhiều không mà nhưng mà ế quá trời anh em ơi. Đấy thì hôm nay cửa hàng chúng em vẫn tiếp tục mới dọn xong và lên cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi anh em nha. Đấy và hôm nay bán giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Đó, bán không bán nhanh không bằng bán rẻ đúng không anh em? Đấy. Hôm nay thì lên cho anh em thành hai hàng này. Cái hàng bên trên là những sản phẩm máy cưa cao cấp cho anh em, nếu mà anh em nào mà với tần suất mà sử dụng tần suất nhiều nhá, sử dụng liên tục đấy ạ, thì anh em nên lựa cho em những bốn con máy ở bên trên này. Còn nếu mà anh em nào mà sử dụng ít với cái tần suất mà dăm bữa nửa tháng hoặc là cả tháng mới bỏ ra sử dụng cắt chơi chơi một lần nhé, thì anh em lựa cho em những con hàng máy bên dưới này anh em nha, hàng này này đấy. Và hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ V, V1, V2 cho tới V8. Tại sao mà em lại đánh dấu ký tự là chữ chữ như thế? Để cho thuận tiện khi anh em đặt hàng anh em nhé. Đôi khi anh em đặt cái tên máy ấy, thì cửa hàng chúng em rất khó khăn và không biết anh em muốn lựa cái con nào. Thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con V1 hoặc là con V2 hoặc là con V8 kia. Đấy thì em sẽ biết anh em lựa những con nào và đóng hàng gửi đi cho anh em cho đúng hàng, đúng máy trên video luôn anh em nhé. Đây có cái tờ giấy đây thì đã đều ghi giá thành rồi, công khai giá trên video luôn. Và cửa hàng chúng em thì không anh bắt anh em phải cọc trước à, anh em thấy yên tâm chưa? Nên là anh em mua hàng anh em vui lòng xem kỹ video tua đi tới lại. Anh em ưng con nào ấy thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhé. Hàng tới nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán không bắt anh em phải cọc trước. Rồi đầu tiên là con V1. Nói thật là con này thì nó là hàng máy mới anh em nha, không phải là máy bãi. Còn từ cái con máy V2 cho tới con V8 kìa là máy bãi 100%, hàng bãi Nhật nhá. Còn cái con này thì cửa hàng chúng em đang bán thanh lý chỉ 1,4 triệu thôi. 1,4 triệu nhá. Con này thì dòng cưa tay cụt mini cho anh em, cân nặng thì tầm khoảng hơn 3 kg một tí xíu rồi, rất là nhẹ, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Con này thì hàng siêu chất lượng anh em nhá. Con này cửa hàng chúng em đang bán với cái giá là đang bán với giá là 2 triệu đồng anh em nhá, nhưng mà hôm nay lên video bán xả cho anh em, bởi vì cái con này á nó là hàng trưng bày. Là hàng trưng bày tại sao ạ? Là kiểu thỉnh thoảng là kiểu có khách mà nhu cầu muốn test thử máy á, thì em lấy cái con máy này ra cho khách test thử cắt khúc gỗ. Đấy, và bây giờ thì lên bán thanh lý cho anh em. Đó, 1,4 triệu nha, bao ship cho anh em. Con này thì lam của nó là mặt cắt là được 30 thôi, rất là nhỏ nhẹ anh em nhá. Xích sử dụng xích 91 này. Xích này thì bán trên thị trường rất là nhiều. Đó, có tích hợp chủ trả trợ lực, con núm sang phụ này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Hàng này là hàng chất lượng nha. Con này sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đây lam xích của nó đây. Hai lỗ bồ nha. Đó, bán 1,4 triệu thanh lý nha anh em nhá. Rẻ bằng cái máy cưa điện. Ok cho anh em. Rồi với anh em nào mà nhu cầu nha, anh em nào mà về sử dụng cắt tỉa vườn nhà hoặc là cần một chiếc máy cưa xích mini nhỏ gọn, đó là thay vì anh em mua những con máy cưa điện ấy, thì những con máy này thì anh em sử dụng rất là ngon luôn anh em nhé. Cam kết cho anh em là khỏe hơn và ngon hơn máy cưa điện rất là nhiều anh em nhé, không cần phải lăn tăn. Sử dụng con này thì hết chê rồi anh em. Đó mà nhỏ nhẹ, anh em cầm leo trèo trên cao cắt tỉa vườn nhà đó, cắt cành tỉa nhánh đồ lê tinh hoặc là cắt những khu gỗ bằng bắp tay bắp chân bắp đùi đổ lại đấy ạ, bằng cái phích nước đổ lại nhá, thì lấy con này cực kỳ hợp lý luôn. Giá cả thì anh em thấy quá rẻ luôn anh em, không chê điểm gì nữa rồi đúng không? Rồi qua con V2 này là một con máy cưa xích mang thương hiệu Tananka, hàng này thì hàng của Nhật bãi. Con này nhiều anh em đang bán với cái giá 2,2,1 triệu, nhưng mà em nay bán giá 1,9 triệu thôi, quá rẻ cho anh em nha. Đó, con này thì công suất 33cc, đường kính chai bít tông là 38mm, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xích mini, xích thì còn như mới luôn rồi. Đây có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. Máy tình trạng quá đẹp cho anh em nhé, xuất sắc luôn anh em. Nhìn thấy chưa? Rồi nhìn phần lam này. Đó, quá đẹp đúng không anh em? 1,9 triệu nhá. Ốc này anh em nhìn phần ốc này, chưa có vết han gì gì không đúng không anh em? Con này quá đẹp nhá, 33cc đây, made in Japan này, hàng này hàng của Nhật. Đó, con này thì nó là hàng máy bãi. Công suất 33cc về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại, 20 đến 25 nhá. Đây dây giật khá là đẹp này. Thank you.
Đó, 1,9 triệu nha. Rồi qua con V3 này là một con máy cưa xích mang thương hiệu Marujama, con này là 1,950 triệu. Đó, nhiều chỗ anh em đang bán khoảng 2,2,1 triệu đây. Này bán cho anh em cực kỳ rẻ nha, máy móc quá đẹp luôn. Riêng máy của bên em anh em hết chê luôn anh em nhá. Cả chúng em chuyên tuyển lựa máy đẹp. 1,950 triệu này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, con này có thắng xích nha. Đó, có núm bơm xăng phụ này, công suất 33cc, đường kính chai bít tông 38mm, lam của nó là cũng là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Xích là sử dụng xích mini này anh em, có núm bơm xăng nhá. Xích còn quá đẹp luôn, hết chê nhá. Đây, tình trạng máy này anh em, Marujama này, đó, MC330 này anh em, bô này cho anh em nhìn này, quá xuất sắc luôn đúng không anh em. Con này thì hết chê luôn anh em nhá, đặc biệt có hỗ trợ thắng xích này. Đấy, hỗ trợ thắng xích nha anh em nhá. 1,950 triệu cho con này, công suất về cho anh em về phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nhá. Rất ngon luôn, máy móc thì quá đẹp cho con này, hàng này cũng của Nhật bãi luôn anh em nhá. Phụ cứ tùng thay thế rất là dễ dàng, con này thì phụ kiện nhiều lắm anh em, đến nữa hỏng hóc cứ liên hệ cho em, phụ tùng lúc nào cũng có sẵn cho anh em hết nhá. Rồi, qua con V4 này là một con máy cưa là của hàng Makita. Makita nhá, hàng của Nhật bãi anh em nhá. Đây toàn tiếng Nhật thôi anh em nhá, nhớ anh em lại bảo hiểu lắm đây, tiếng Trung Quốc thì em cũng thua luôn á. Đó, 2 triệu đồng cho con này nhá. Công suất của con này nó là 34cc anh em nhé, khá là to. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Con này thì của nó làm quá VIP cho anh em rồi nhá. Đó, lam con này thì nó là dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng xích mini, xích cũng còn cực kỳ VIP cho anh em luôn. Lên sóng toàn những con máy đẹp xuất sắc cho anh em nhá. Cho anh em nhìn giờ. Đó, hai ốc chân lam bô này, quá ok đúng không anh em. Đó, hết chê luôn. Con này quá VIP rồi anh em, không còn điểm gì để chê nữa rồi đúng không anh em. 2 triệu đồng cho con V4 này anh em nhá. V4 Makita này, máy móc cam kết chuẩn zin test đẹp cho anh em, từ làm xích luôn. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt thước gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Đó, với cái tần suất mà dăm bữa nửa tháng bỏ ra sử dụng một lần. Đó, V4 giá 2 triệu đồng anh em nhá, bao ship cho anh em tới tận nhà. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Đấy, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Đó, V4 giá 2 triệu đồng anh em nhá. Đó. Rồi, qua con V5 này. Đây là bắt đầu là những cái hàng cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp này. Anh em nào ấy mà với tần suất sử dụng nhiều thì lựa cho em những con máy hàng bên trên này giúp em. Đấy. Đây, V5 là một con máy cưa Echo Kyorit 3200, công suất 34cc. Đó, lam con này thì nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30, sử dụng là xài xích chung 91. Giá bán 2 triệu rưỡi anh em nha. Một con máy cưa đến từ nhà Echo Kyorit, hai ốc chân lam này. Đây, chữ Kyorit này, nguyên lam luôn. Đó, tình trạng này, máy móc cũng quá đẹp, quá xuất sắc cho anh em nha. Đấy, con này thì hàng cực kỳ bền rồi. Thương hiệu Echo Kyorit thì hàng nó nổi tiếng rồi, hầu như lên sóng video nào thì cũng đều có cái hãng Echo Kyorit này hết. Bởi vì anh em thật sự rất là ưa chuộng một cái dòng này luôn. Và cái dòng này phụ tùng thay thế nhiều, anh em sử dụng ra đến nữa hỏng hóc thì phụ tùng nó rất là nhiều để sửa chữa, nó không phải như hàng cổ. Anh em nào ấy mà về sử dụng nha, với cái tần suất mà sử dụng nhiều. Đó, sử dụng nhiều nhưng mà cắt những khúc gỗ nhỏ nhẹ, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đổ lại thì lấy con này là phù hợp anh em nha. Đấy, V5 2,5 triệu. Hoặc là anh em có thể lấy con V6 này cũng được này. Con V6 này cũng là thương hiệu Shindaiwa.
thương hiệu Shindaiwa thì nó là nôi đồng cùi đá cực kỳ bền bỉ rồi. 2,6 triệu cho con này. Con này thì đắt hơn con V5 một tí. Đó. Đây, con này lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha, sử dụng là size xích mini. Xích mini. Đây, Made in Japan này anh em. Đây nha, Made in Japan nha. Shindaiwa này. Con này thì đặc biệt có tích hợp trụ gia trợ lực đầy đủ cho anh em. Đó. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Quá đẹp đúng không anh em, lốc hợp kim nhôm luôn nha, chứ không phải lốc nhựa nha. Lốc hợp kim nhôm, cực kỳ chất lượng luôn. Anh em về tần suất sử dụng nhiều thì con này nó rất là bền bỉ, nồi đồng cối đá cho anh em. Đó. Cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại nhá. Cái này nó có chủ gia trợ lực, anh em giật nó rất là sướng luôn. Đấy. Chủ gia trợ lực giật rất là ngon anh em nào về sử dụng nhá. Anh em nào mà về cái tần suất mà sử dụng mà cắt gia đình nhưng mà với tần suất nhiều thì lấy con này là hợp lý nhá. Ở qua con V7 này, một con máy cưa cũng là Echo Curit nhưng mà con này thì công suất to anh em nha. Công suất lớn, công suất để cho anh em về phù hợp cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại. Giá bán 2,8 triệu anh em nhá. Đó. Echo Curit 3501. Công suất của con này nó là 36cc. Lam con này thì nó là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, đặc biệt là lam đầu Latin luôn nha. Đấy. 2,8 triệu cho con này, cân nặng thì tầm khoảng 5kg. 5kg nha anh em nha. Có xả áp ở đây luôn này. Có núm bơm xăng phụ này. Hai ốc chân lam này anh em. Hai ốc chân lam nha. Đó, thắng xích khóa xích có sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đấy, thấy không? Con này 2,8 triệu cho con này nha. Quá rẻ luôn anh em. Con này chỗ khác đang bán phải tầm khoảng 2,9 triệu, 3 triệu đây. Anh em 2,8 triệu cho con này nha, lam đầu Latin luôn anh em, không phải hết chê rồi đúng không anh em. Đó, về phù hợp cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Rồi cuối cùng là con V8 là một con máy cưa Estin 1S021 này. Estin hàng của Đức luôn anh em nhá. Hàng của Đức luôn đấy ạ. 3,8 triệu cho con này, lam của nó là 40cm nha, phần mặt cắt còn lại là 35. 2,8 triệu cho con này nha, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, có hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 này. Em thấy không? Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ luôn. Hàng này hàng của Đức. Máy móc đẹp xuất sắc. Tay nắm giật là tay nắm giật to nhá. Đấy, nguyên zin của nó luôn đấy ạ. Đây, phần bô ấy này, bô e. Còn chữ Estin dập ở đây luôn nha. Anh em nhìn thấy có chữ Estin chưa? Đấy. 3,8 triệu cho con này, công suất 40cc, nòng của nó là 40mm. Về cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung. Đó. Đó. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em.